Chào các bạn. Trong series này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu môn cắt ghép giao diện. Cắt ghép giao diện là các bạn hiểu cắt ghép giao diện có nghĩa là chuyển một cái giao diện từ file thiết kế sang HTML theo bản thiết kế chuẩn. Đó. Trước tiên một số khái niệm các bạn phải phải làm quen. Thứ nhất là đó là file thiết kế, đó là file gì đúng không? Rồi các công cụ chúng ta cần hỗ trợ là gì? Thứ nhất, file thiết kế là một cái file. Đây các bạn, file thiết kế là file định dạng. Thông thường là file thiết kế trên phần mềm Photoshop nên có định dạng là PSD. File này là do người thiết kế giao diện người ta vẽ ra, mà sau khi khách hàng người ta đã đồng ý với cái giao diện đấy rồi thì cái phòng thiết kế sẽ chuyển cái bản thiết kế đó xuống cho những người code như chúng ta. Nhiệm vụ chúng ta là phải cắt các cái chi tiết trong cái file đó thành những cái chi tiết hình ảnh cụ thể để chúng ta sử dụng HTML CSS dựng lên cái hình ảnh. Đấy. Như vậy các bạn hiểu thêm là cái file này không phải là file ảnh thông thường mà nó là một file có rất nhiều cái layer, nhiều lớp chồng lên nhau để tạo thành một cái file như thế. Bởi vì trong website có rất nhiều chi tiết thì mỗi một chi tiết đó sẽ là một cái layer. Và chỉ có phần mềm Photoshop thì mới đọc được cái file này thôi các bạn. Cho nên chúng ta cần phải có phần mềm Photoshop. Đó, đây là lý do tại sao chúng ta cần có phần mềm đầu tiên, phần mềm Photoshop. Bản mà tôi vẫn hay dùng bây giờ là bản Photoshop CS6. Rồi. Một số cái quy tắc mà khi chúng ta cắt Photoshop thì tôi sẽ nói kỹ sau, nhưng mà phần mềm đầu tiên chúng ta phải hiểu đó, phần mềm Photoshop phải có. Tiếp theo, phần mềm thứ hai là phần mềm, đây cái giao diện các bạn đang nhìn đây là phần mềm Salam Tech 3. Phần mềm này giúp chúng ta gõ code, hỗ trợ các plugin gõ rất là nhanh, rất là tốt. Để tìm hiểu cách sử dụng phần mềm này thì các bạn có thể truy cập vào cái YouTube và cái channel của tôi là cái IT Viên Shop Web Developer. Các bạn có thể gõ cái từ này lên trên cái thanh tìm kiếm, nhấn Enter thì các bạn có thể thấy được là cái channel của tôi sẽ ra thông tin ở đây. Các bạn kích vào và tìm đến cái tôi có một cái phần, đó là trong cái channel đó nó có của tôi, nó có phần là IT Viên Shop Web Developer My Channel. Đây các bạn có cái Salam Tech 3 đây các bạn. Có hai bài các bạn tìm hiểu cách cài đặt, rồi một số bài 1 là cách cài đặt các gói plugin gì đó. Đấy, các bạn xem cái này thì sẽ hiểu Salam Tech 3 nó hỗ trợ đến mức độ nào. Rồi. Một cái thứ ba mà các bạn cần phải quan tâm đó là một cái trang web mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trong cái series này, đó là Bootstrap. Bootstrap là gì? Đó là một thư viện đó các bạn. Trong cái series 2 bài này có cái bài 2 tôi cũng nói qua Bootstrap này. Các bạn có thể lên đây cái Bootstrap đúng không? getbootstrap.com, tôi sẽ copy ra các bạn dễ nhìn. Đây các bạn, getbootstrap.com. Các bạn truy cập vào đây. Và cái trang web này là trang web hỗ trợ chúng ta làm giao diện cực tốt. Đấy. Thì nó là gì các bạn sẽ đến cái phần đó tôi sẽ giải thích sau. Các bạn cứ để ý là chúng ta cần ba công cụ đúng không? Thứ nhất là trang web, thứ nhất là Photoshop, thứ hai là Salam Tech, thứ ba là trang web này. Rồi. Bài hôm nay ấy, tôi muốn hướng dẫn các bạn sử dụng cái Photoshop trước, bởi vì bất kể một cái giao diện nào chúng ta cũng phải có thao tác cắt trước, cắt ghép giao diện trước đúng không? Cắt Photoshop vậy. Vậy thì chúng ta cần phải hiểu một số thao tác cơ bản trên Photoshop thôi, không cần nhiều. Thứ nhất là thao tác mở file. Dưới đây tôi có liệt kê một số thao tác mà các bạn cần phải có, những thao tác mở file này, đóng file hay quay về file gốc khi có một số thay đổi mà không theo ý muốn đó. Ví dụ chúng ta thao tác nó hỏng file, chúng ta phải quay về file gốc đúng không?
Một số công cụ di chuyển đây tôi sẽ giới thiệu trong quá trình cắt. Thứ nhất là thao tác mở file, đây là giao diện Photoshop các bạn. Mở file thì nó có một số thao tác. Một là vào file open và tìm đến cái file cần mở, chỉ cần click đúp vào đấy thôi, đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là click đúp vào giữa cái màn hình đen này, double click nó và chúng ta chọn đến cái thư mục chứa file PSD và cũng click đúp như bình thường. Cách thứ ba là nhấn phím Ctrl O đó. Thế nên ba cách. Ví dụ tôi chọn cách đúp click này cho tôi mở cái. Đó các bạn thấy đó, tôi mở. Trong quá trình nó hỏi gì cứ ok hết, không vấn đề gì. Đó, ok hết. Thì đây là cái giao diện mà do dân thiết kế người ta thiết kế ra. Đấy. Thì bây giờ muốn tắt file ra chúng ta chỉ cần là kích vào cái nút dấu nhân ở đây. Cách 1 kích vào nút nhân. Cách 2 là gì? Cách 2 là các bạn nhấn tổ phím Ctrl V kép. Đấy, Ctrl V kép tắt luôn. Đó. Thì cái trong trường hợp mở nhiều file, đúng không ạ? Trong rồi mở nhiều file thì layer ra đang được chọn thì chúng ta nhấn Ctrl V kép thì nó tắt layer đấy, đúng không? Rồi, thế đây là mở thao tác mở. Thế khi mà mở lên rồi ấy, các bạn nhìn thấy này. Một số thao tác như là zoom to, zoom nhỏ để di chuyển, đúng không? Thứ nhất là các bạn nhìn thấy đây cái layer. Cái layer này các bạn nhìn thấy là nó có một cái lưới. Các bạn nhìn thấy cái lưới này. Đó. Khi vào các bạn, nếu bạn nào mới tiếp xúc thì với công việc thì cái layer, cắt ghép layout, các bạn nhìn thấy cái lưới này nó hơi khó chịu tí. Nhưng mà trước hết chúng ta phải hiểu cái lưới này tại sao là có nó, đúng không? Bởi vì thứ nhất là những người thiết kế bây giờ người ta cũng dựa vào cái quy tắc chia cột của cái Bootstrap hoặc là một số cái thư viện khác. Người ta dựa vào quy tắc này là người ta chia ra thành 12 cột. Chia ra 12 cột. Thì 12 cột tương ứng với cái này các bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, 12 cột. Như vậy là người ta dựa vào quy tắc chia cột của các cái thư viện nổi tiếng bây giờ, trong đó Bootstrap là cái mà được hay dùng nhất. Đó, dựa vào 12 cột để người ta chia layer. Thì các bạn chỉ cần dựa vào 22 cột này thôi, chứ còn cái việc mà nhiều bạn là đo, đúng không? Đo cái màn hình từ đây sang đây nó rộng bao nhiêu, xong rồi đặt kích thước, cái đó không cần thiết các bạn. Các bạn không cần thiết đo cái đó là cái gì hết ạ. Các bạn chỉ cần nó theo 12 cột thế là được rồi. Xong. Đấy là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai đó là các bạn muốn tắt bật cái chia này, cái thước đo, các cái thước đo này các bạn nhấn tổ phím Ctrl H. Đó, nếu bật lên thì Ctrl H lần nữa. Ctrl H đi, Ctrl H lại thôi, đó. Thì nó sẽ mất, đúng không? Bật lên nó sẽ Ctrl H thì nó bật. Đó. Rồi thì cái thước này người ta lấy từ đâu? Cái thước này người ta lấy từ đâu các bạn này? Các bạn Ctrl R thì nó ra cái thước các bạn ạ, Ctrl R các bạn này. Đó, Ctrl R nó ra cái thước đo. Thì các bạn có thể thấy là mấy cái này người ta dùng cái này người ta kéo ra này, kéo mấy cái này ra các bạn này. Các bạn cũng có thể kéo tùy các bạn làm sao, sau này có thể các bạn sẽ sử dụng cái này để mà đo một số cái, đúng không? Đó, dùng cái công cụ Ctrl R này. Ctrl R lần nữa nó mất. Đấy. Đấy là một số công cụ. Tiếp theo zoom to zoom nhỏ ấy, các bạn nhấn tổ phím Ctrl cộng và trừ thì nó sẽ zoom to zoom nhỏ. Đó. Zoom to zoom nhỏ cộng trừ đó. Nếu zoom to mà các bạn muốn di chuyển đến một vùng nào đó, chúng ta nhấn tổ phím là phím cách đó, các bạn giữ phím cách để nó cái chuột nó thành cái bàn tay các bạn này, các bạn nhấn chuột trái và kéo đến cái nơi cần thần nhìn. Ví dụ tôi muốn lên cái logo này, đúng không? Đó, tôi kéo lên cái góc này tôi dùng. Đấy, thế nhưng mà từ nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn sử dụng bàn phím, đúng không? Còn nếu các bạn sử dụng công cụ bên này cũng được, bàn tay bên này cũng được. Đấy, nó chúng ta kéo luôn thì không cần giữ cái phím space nữa, giữ phím cách nữa, cứ thế mà kéo thôi. Hay là zoom đây các bạn. Zoom to, zoom nhỏ gì các bạn chỉ cần là chọn vùng cần zoom đây các bạn này. Đấy, kéo to, kéo nhỏ thôi. Giữ
cứ giữ phím giữ chuột và kéo thôi đúng không? Đấy như thế là zoom, chọn đây và đây. Thì đấy là hai cách zoom to di chuyển vùng chọn. Rồi. Một cái chú ý nữa trên một số cái phần mềm Photoshop ấy thì các bạn xem là bây giờ tôi zoom to như nào, các bạn nhìn thấy màn hình nháy nháy đúng không? Mình nháy nháy rất là khó chịu. Cái này là do cái phiên bản Win 10 nó có cả màn hình onboard ấy, nó bị xung đột với cái phần mềm Photoshop. Phần mềm Photoshop như đây các bạn. Bây giờ nhá, giải quyết cái này thì thực ra có cách giải quyết, đó là gì? Các bạn vào tìm cái gì tôi quên mất rồi, nó là cái reference performance đây các bạn này. File performance và hình như là reference hay sao. Đây performance đây này. Edit cái cuối cùng cái performance ấy, cái reference này. Reference sau đó tìm đến cái performance. Đó. Các bạn để ý trong cái performance này có phần advanced setting. Phần này các bạn advanced setting như này. Đó. Nó đang ở chọn advanced thì các bạn chỉ cần về cái basic thôi. Chúng ta dùng cái basic thôi. Đó và nhấn ok mấy lần xong nó tắt phần mềm đi. Tắt phần mềm đi và bật lại. Bật lại. Các bạn chờ xíu. Rồi bây giờ chúng ta mở lại cái file các bạn nhé. Chờ xíu nó hoạt động bình thường đã rồi. Kích đúp vào mở file. Ok. Ok luôn. Ok luôn. Đấy bây giờ các bạn có thể là thoải mái mà không bị nháy màn hình nữa. Đấy các bạn thấy nó hết nháy rồi đấy. Đấy, hết nháy cái màn hình khó chịu đúng không? Rồi thì đấy là cái chú ý. Một cái chú ý quan trọng khi sử dụng phần mềm. Chú ý thứ hai đó là làm sao mà để khi một số thao tác mà bị làm cho cái file này nó bị hỏng đi chẳng hạn. Ví dụ bây giờ tôi dùng cái công cụ chọn, tôi di chuyển linh tinh một số thứ đúng không? Đấy tôi chọn này, tôi làm linh tinh gì đó tôi không biết. Nói chung là tôi cứ thế tôi làm thôi, mà một lúc sau tôi thấy là ô cái file này sao bây giờ nó biến mất cái định dạng ban đầu rồi. Không đúng cái định dạng mà lúc bản thiết kế gốc. Thì chúng ta có một cái thao tác là một là tắt đi đừng có lưu. Tắt đi đừng có lưu và mở lại. Hai là nhấn tổ phím, nhấn phím F12 các bạn, phím F12. Một số bàn phím trên laptop thì chúng ta phải nhấn thêm phím FN hay sao, nhưng mà bàn phím của tôi chỉ thấy F12 nó áp dụng rồi. Sau đó chúng ta skip này. Skip layer, chúng ta nhấn skip layer này thì nó sẽ quay về định dạng ban đầu cho các bạn. Đó. Thì như vậy là cái chú ý thứ nhất là đóng thao tác đóng mở file là các bạn đã nắm vững rồi, ok. Bây giờ một số cái chú ý khi mà cắt hình ảnh, cái này cực kỳ quan trọng các bạn nhé. Chú ý khi cắt hình ảnh. Thứ nhất là các hình ảnh, mỗi một hình ảnh minh họa cho sản phẩm trên bản vẽ phải được cắt thành một file ảnh. Đó, chúng ta thấy là tất cả cái gì mà trên chúng ta thấy ở đây chúng ta cắt thành file ảnh, cắt thành file ảnh hết. Đó, cắt thành một file ảnh. Những cái này chúng ta nhìn thấy đây là nó đều là một layer đấy các bạn. Mỗi một cái ảnh này là một layer và chúng ta nhiệm vụ chúng ta chuyển từ mỗi cái layer này sang một cái file ảnh thông thường. Đó, mở thông thường trên website hoặc mở trên cái chương trình Windows website Windows đấy. Thì như vậy chú ý đầu tiên, tất cả hình ảnh trong sản phẩm chúng ta phải cắt ra để làm sao đưa cái giao diện demo giống y chang 100% như cái bản thiết kế này. Rồi các hình ảnh lặp đi lặp lại thì chúng ta chỉ cần cắt một lần thôi, không cần cắt lần thứ hai đúng không, mất công đúng không. Đấy, ví dụ đây, cái trong cái trang web này thì không có, hầu như không có cái bộ phận ảnh nào lặp đi lặp lại, nhưng mà nếu như giả sử như nó có lặp đi lặp lại, chúng ta chỉ cần chúng ta thấy giống không cần cắt nữa, cắt lần một rồi không cần cắt lần hai. Đó. Rồi chỉ cắt hình ảnh thôi,
và các icon thôi, chứ còn text và màu nền thì không cần cắt. Đấy, ví dụ trên đây có tất cả đây, ví dụ text các bạn nhìn thấy text cũng khá nhiều đúng không? Ví dụ phần đây này, ví dụ phần đây là text các bạn này. Đấy, phần đây phần text thì trái đi cắt text làm gì, chúng ta gõ thôi như này, cắt text, hoặc là phần bên này cắt text này. Đấy, hoặc cái phần này này, cái màu nền đấy các bạn này, cái vùng màu này là màu nền, chẳng ai đi cắt cái màu này làm cái gì hết đấy, đó không ai đi cắt cái màu này, chúng ta chỉ cần lấy cái mã màu thôi chứ không cắt. Đó, như vậy là text và màu nền không cần cắt, các bạn để ý đó, text và màu nền không cần cắt nha, rồi kể cả cái nền này cũng không cần cắt luôn nữa. Rồi đấy, text và màu nền không cần cắt, chú ý là như vậy. Cái thứ hai là khi lưu định dạng ảnh thì phải xác định đúng định dạng ảnh, đúng mục đích cần lưu. Đấy, một số chú ý như sau, ví dụ như là định dạng, ba cái định dạng mà sử dụng nhiều nhất đó là JPG, PNG và GIF. Thì như vậy là JPG là cho chất lượng ảnh là tốt nhất. Đấy, các bạn để ý, cho chất lượng ảnh là bao giờ tốt nhất là JPG. Nhưng mà nó không hỗ trợ cái nền trong suốt. Thường dùng để lưu ảnh sản phẩm. Đấy, ảnh banner, quảng cáo hay là những cái ảnh mà mang tính chất là các bạn nói chung là cứ muốn là ảnh nét nhất thì các bạn dùng cái JPG. Còn cái PNG thì sao? PNG hỗ trợ nền trong suốt. Đấy, tuy nhiên khi đưa lên website thì ảnh sẽ bị mờ hơn so với định dạng JPG. So với định dạng JPG này các bạn này, ảnh nó sẽ bị mờ hơn. Thì cái này tôi sẽ lấy dẫn chứng cụ thể hơn cho các bạn để dễ hiểu. Ví dụ như là thường để cái này thường để lưu các cái ảnh nó thể hiện các icon như là Facebook hay Google hay là các nút bấm hoặc là logo có nền trong suốt, bởi vì nó hỗ trợ cái nền trong suốt mà. Đây ví dụ đây các bạn này, ở trên đây nó có mấy cái icon trên này chẳng hạn, icon nhỏ nhỏ đây các bạn này. Thì các bạn có thể lưu mấy cái này thành dưới dạng PNG, bởi vì ở đây nó có icon này, nó là định dạng không phải là hình, không phải là hình hình khối bình thường mà nó có thể tròn hay là trong đây nó có cái gì đó, chúng ta lưu PNG có nền trong suốt. Hoặc cái logo này cũng vậy các bạn, logo này nó bao gồm text và cái ảnh nên chúng ta phải cắt một cái nền trong suốt. Đấy, nền trong suốt để khi nào mà cái nền này phía sau này nó thay đổi thì nó không ảnh hưởng gì đến cái này, cái logo đúng không. Còn cái ảnh GIF thì sao? Ảnh GIF thì là loại chất lượng kém nhất đấy các bạn, chất lượng của ông này là kém nhất đấy. Thì thường lưu cho các loại ảnh động, bởi vì nó hỗ trợ ảnh là ảnh động các bạn, các cái ảnh động quảng cáo nháy nháy nhấp nháy đúng không, rồi là hoặc là các cái ảnh nền kích thước lớn. Tại sao lại ảnh nền kích thước lớn? Bởi vì có những cái ảnh background kích thước rất là lớn mà có cái bóng mờ ấy đúng không. Ví dụ trên đây các bạn này, cái background, cái banner này là đây là cái một cái dẫn chứng cụ thể, có thể là dùng để lưu ảnh GIF cũng được. Bởi vì sao? Cái banner này tùy các bạn, có hai định dạng các bạn có thể cắt, đó là JPG cho chất lượng ảnh tốt. Nhưng mà đây các bạn thấy cái ảnh này nó hơi mờ so với ảnh gốc bình thường đúng không? Người ta làm quy cách là bóng mờ nên là các bạn có thể chọn lưu dạng định dạng ảnh GIF. Nó có cái bóng mờ các bạn, nó làm cho ảnh nó mờ đi và chất lượng ảnh nó sẽ nhẹ rất là nhiều so với cái bản gốc và thường nó sẽ mờ. Rồi, và tất nhiên là những cái ảnh này thì người ta cũng không cần quan tâm lắm đến cái chất lượng nữa, mà người ta chỉ cần quan tâm đến phong cách thôi. Ok, đấy là định dạng thứ ba chúng ta cần phải để ý. Các kỹ năng thì tôi vừa nói xong, thao tác mở file xong, với các công cụ chọn và di chuyển đúng không. Công cụ chọn và di chuyển phím tắt là V, công cụ chọn di chuyển chính là đây các bạn này, cái trên cùng đây. Đó, chọn và di chuyển. Thực ra cái này thì để chọn và di chuyển được ấy thì chúng ta phải đúng với lơ, bây giờ các bạn nhìn thấy cái chữ này. Đấy, chúng ta chọn và di chuyển các cái dòng chữ hay gọi là cái layer, mỗi một chữ này nó gọi là một layer. Các bạn thấy đây layer bên nhìn bên phải cái này đây, cái layer. Cái layer này các bạn chú ý, cái layer này làm sao, có một số các bạn không biết cách hiển thị cái layer này lên. Đấy, layer các bạn có thể nhấn F7. Nhấn F7. Đó. Bật tắt layer, nhấn F7 các bạn, nó hiển thị layer thế thôi. Và công cụ tiếp theo tôi giới thiệu là công cụ tạo vùng chọn. Rect
tăng GUL tone hoặc là phím tắt là M. Có bốn cái, trong đó nó có bốn cái lựa chọn này các bạn này. Dưới cái move tone nó có cái này, đúng là Z sang GUL tone. Thì cái này nó là chọn một vùng nào đó, đúng không? Ví dụ tôi muốn chọn cái vùng này đấy, chúng ta kéo mình chọn. Khi vừa kéo mà vừa giữ shift thì nó luôn luôn là hình vuông. Luôn luôn là hình vuông. Còn chọn tự do thì nó là hình chữ nhật hoặc cái gì đó tùy các bạn. Đấy, giữ shift là hình vuông, các bạn để như thế. Tiếp theo trong cái này là có cái hình tròn, đúng không? Hình tròn hoặc ellipse. Để bình thường có thể vẽ ellipse, còn giữ shift thì nó là hình vuông, là hình tròn. Đó, các bạn để như thế. Rồi, tiếp theo là hai công cụ dưới thì thực ra ít dùng nên là tôi không để ý nữa. Cái này thì là chọn với một cái đường thẳng. Đó, các bạn thấy đấy. Một cái đường cắt luôn một đường thẳng nào đó, đúng không? Ít dùng lắm vì chả mấy ai cắt đường thẳng. Đó, đường thẳng ngang, đường thẳng đứng, bạn để như thế. Rồi, công cụ tiếp theo đó là công cụ crop vùng chọn. Đấy, công cụ crop này chính là công cụ mà đắc lực cho chúng ta cắt. Là cắt đó các bạn. Nhưng mà thực ra tôi không ít dùng, nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu thêm cái này. Crop thì đây các bạn này. Đâu rồi ta? Đây các bạn này, công cụ crop tool. Chính là cái này này, nếu mặc định ban đầu nó là cái này các bạn này. Khi các bạn chọn crop rồi thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng là nó sẽ cái tất cả cái hình ảnh nó bị bao phủ một màu sẫm sẫm khi chúng ta bắt đầu chọn cái vùng nào đó. Khi chúng ta bắt đầu tạo cái vùng chọn nào đó thì nó mới, các bạn chờ đi, tôi don crop đi đã cho nó về bình thường rồi đã. Rồi, crop này, khi mà tôi bắt đầu chọn crop một cái vùng nào đó, khi dùng cái crop này thì nó không phân biệt là layer nào, các bạn chỉ cần nó biết cái vùng chọn thôi đấy. Như vậy là các bạn sẽ tạo ra được cái vùng chọn, và sau đó chúng ta nhấn enter cái và nó sẽ crop cái phần đấy, và chúng ta chỉ cần xếp nó thành cái định dạng ảnh thôi. Save for web control and shift s đấy, save for web đó, và chúng ta control z để quay về. Thì đây là công cụ crop. Trong này có hai công cụ cực kỳ hữu dụng, đó là slide tool và select slide tool. Cái slide tool này ấy, cho phép slide tool và select slide tool, hai công cụ này kết hợp cho phép chúng ta chọn một lúc nhiều vùng chọn đó, chọn lúc nhiều vùng chọn. Cận các bạn có thể giữ shift thoải mái, chọn lúc nhiều vùng chọn và cắt lưu một lúc nhiều ảnh. Thì đây là slide tool. Thì đây là trong cái bộ công cụ crop nó có mấy công cụ cần chú như thế. Công cụ lấy mã màu nữa. Đó, cái công cụ lấy mã màu đây các bạn. Ví dụ như là công cụ lấy mã màu là cái này. Đấy, color picker đó. Các bạn kích vào đây thì nó lên cái color picker. Ví dụ bạn muốn lấy mã màu của cái vùng này đi, bởi vì cái này chúng ta không cần cắt, chúng ta phải lấy mã màu đúng không? Các bạn bật cái color picker này lên. Sau đó chúng ta đưa con chuột vào cái vùng cần lấy mã màu. Các bạn thấy cái con chuột nó trở biến thành cái bút. Cái bút này nó sẽ tích được cái mã màu đây. Đó, các bạn để ý, tích mã màu đây. Và như vậy là các bạn, cái mã màu ở trên này được áp dụng cái phần đây. Và nó có hai phần chúng ta để ý. Thứ nhất là phần có dấu thăng này các bạn này, chính là cái mã màu chúng ta sẽ dùng. Mã màu với dấu thăng đó. Còn cái mã màu với định dạng RGB ấy, hoặc RGBA chúng ta dùng đây, cái phần này các bạn này. RGB đây các bạn, RGB. Các bạn để ý hai cái phần chúng ta cần sử dụng. Đó là cái mã này và cái mã này. Đấy là cái công cụ đó các bạn. Thì như vậy là tôi vừa đi qua một số cái vấn đề cơ bản về cái công cụ trên Photoshop và một số cái phần mềm chúng ta sẽ cần sử dụng trong quá trình xây dựng cái website, đúng không? Trong quá trình cắt ghép giao diện. Đến video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt thao tác cắt trên cái layer này. Để chào các bạn.